Chào tất cả như các bạn, Combo hiện tại đang ở Indonesia, thủ đô Jakarta của Indonesia, và chị thấy đây là một trong những cái tuyến trung tâm của Jakarta. Đây là con đường mà rất nhiều các ngân hàng hiện diện tại đây. Anh chị thấy rất nhiều cái cao ốc trung tâm thương mại ở trên cái đoạn đường này. Đông ở đông đúng không ạ? Đây có cả tập đoàn của Pullman ở đây anh chị. Trung tâm hành chính Grand Hyatt ở bên đường. Grand Hyatt ở bên đường nè. Combo đang trên con đường đi đến tất cả các ngân hàng để tìm hiểu một số cái quy trình về đầu tư của họ trong các thị trường. Hẹn gặp lại tất cả các chị và các bạn ở clip sau của Combo. Xin chào tất cả chị các bạn, Combo hiện tại đang ở Jakarta. Đây là một trong những khu phố về tài chính của Indonesia. Như tất cả các chị các bạn thấy, nơi đây tập trung rất nhiều các ngân hàng, các trung tâm giao dịch về tài chính. Đó là một trong những lý do vì sao Indonesia lại trở thành một trong những nước có lượng giao dịch về tài chính rất là phổ biến và rất mạnh ở đây hiện nay. Một trong những lý do mà các bạn muốn thành công hơn về tài chính, đó có một bí mật: lúc nào trong đầu các bạn phải có một cái chữ về tài chính và về tư duy về tài chính. Combo sẽ có dịp sẽ chia sẻ cho tất cả các chị và các bạn biết làm thế nào để có tài chính và làm thế nào có thu nhập thụ động về tài chính. Hẹn gặp lại tất cả các chị và các bạn clip sau của Combo.